Em bán cục công suất này nha. Con này cỡ cao khoảng tầm 40, ngang khoảng tầm 35-36 gì đấy. Vâng. Đấy. Sâu 20-40. Vâng, cao 40, sâu 40 và ngang 36 nhé. Đây, con này có chỉnh bát tép đây nhá. Đây. Đấy, chép rồi. Và bát này. Đấy, em giảm này, em giảm chép đi này. Em giảm bát đi này. Đấy. Bây giờ em tăng chép nhá. Đấy. Em tăng bát lên nhá. Đấy. Chỉnh bát chép các thứ ngon lành đầy đủ nhá. Còn nó rất nhiều cái tính năng nhá. Đấy. Ở đây nhá, em hướng dẫn sử dụng luôn nhá. Để cho quý vị nào quý vị ấy thì ở đây này em đang cắm ở đường vào nhé, ở đây là đường vào VTR1 này, VTR1 thì tức là em phải ấn ở đây và ở đằng sau nhá, đấy, đằng sau loa nhá, đằng sau này thì em phải cắm ở đây này, VTR1 này, đấy, em cắm đường thứ nhất này, đường thứ hai này, đấy. trên này là một đường nhá, trên này một đường này và dưới này là đường thứ hai nhá, em cắm đường thứ hai nhá, đấy. Thì em cắm vào cái đường VTR nhá. Đấy. VTR1 đây. Chỗ này cũng có VTR2 này. Đấy, VTR2 trên AUX này. Thì cắm ở đằng mặt trước của nó đây. Thì mình ấn đằng mặt trước nhá. Cái này thì vẫn nguyên bản của hãng về, nó bịt cái này vào và em cũng chưa rút nó ra nhá. Đấy. Chặt của em không rút ra để nguyên bản này nhá. Dân dưới thoải mái. Đấy, quý vị về quý vị tự tìm hiểu nhá. Đủ chỗ cho cả nhà mình, ông bà với lại hai đứa nhỏ, hai vợ chồng, đủ 6 người mà. Con này em xem công suất của nó là bao nhiêu nè. Để em đặt đồ hành lý cho cả nhà. Ở đằng sau thì còn có máy lạnh riêng nữa. Với lại chỗ em sẽ quay nhá. Vâng, công suất của nó là lên tới 150W nhá. Công suất của nó lên tới 150W quý vị nhá. Đấy. Gọi là xe đồng hành. Đây công suất đây. Đấy, điện 100V nhá. Xe nào cần thoáng mình cũng có thể bấm. Đấy, nhá. Đấy, nhưng mà thực sự là em test về công suất này nhá, em test sang về công suất này nhá. Ok. Lúc mà tăng tốc sau đó thì em công suất về bên này là ok, em test chạy cũng ok luôn rồi. Đấy, thích thì em lại cắm đường trên thử xem nữa. Ok, đường trên xong nhá. Thực ra trên dưới đều giống nhau, nó đấu nối nhau thôi mà nhá. Đấy. Đấy, test lốt cái đường cổng này lại. Ok nhá. Em chuyển xuống đường dưới rồi nhá. Cái cầu trên ấy nó thuộc dạng kiểu như là dạng sơ rao gì đấy nhá. Và bỏ qua nhá. Đấy, còn nếu mà nghe stereo hi-fi chủ yếu dùng đường dưới nhá. Và đấy, đường trên của nó là một cái dòng tiếng kiểu khác. Đấy. Ok nhá. Quý vị lưu ý em báo test không xuất chạy đường dưới nhá. Còn tất cả cái này quý vị về tự tìm hiểu cho em nhá. Đấy, vẫn to nhỏ. Còn rất nhiều các tính năng ở đây nhá. Nó có những tính năng gì ở đây là có cái này nhá, là nó hơi bị bung ra này. Nó bị gãy cái lẫy này, em phải dán cái băng dính vào này. Đấy. Đấy, không biết là cái lẫy của nó là lẫy kiểu gì, hoặc là nó chỉ là cái răng hay gì đấy thôi. Đấy, em dán cái băng dính vào. Vâng, con này tiếng phải nói tiếng cực hay nhá, tiếng đánh rất hay nhá. Vâng, con này giá của con này nhá, giá của con này em bán giá rất rẻ nhá. Vâng, em bán giá 1.150.000 thôi nhá, bằng với cục công suất mini bèo ấy nhá. 1.150.000 bao test công suất thôi nhá. Vâng, đấy. Vâng, tất cả tính năng khác ví dụ như là FM hay gì đấy, táp tiệc gì đấy, bỏ qua em không cần quan tâm nhá. Ở đây em chỉ bán, em nói luôn quý vị là em chỉ bán công suất thôi nhá. Vâng, tức là công suất nó chạy mà vẫn to nhỏ đây. Đấy, còn tất cả mọi thứ khác là em không cần quan tâm đến nhá. 1.150.000 quý vị nào lấy thì alo cho em nhá. Số điện thoại của em là 0966 594 581, địa chỉ 57A phố Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Vâng, em xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị vào video clip tiếp theo của em. Em cũng xin đính chính lại là em sẽ không ship code những dòng nghề đâu nhá. Quý vị nào bảo là nó có một ít tiền thôi thì
ship cho anh thì anh đến anh trả tiền, thì em xin lỗi em sẽ không ship đâu nhá, vì nó ít tiền quá mà. Xong rồi đến thì những cái dòng này thì nó em cũng chỉ bán thanh lý thôi, nói thật sự như thế. Vâng, còn để mà nói những cái bộ dàn đấy cũng 7-8 triệu chứ không phải không đấy, cho nên là em cũng không ship code đến. Xong rồi quý vị chê xấu hay chê này chê nọ các thứ rồi ép giá lên giá xuống, bởi vì em cũng bán rẻ rồi nhá. Vâng đấy, 1.150.000, quý vị nào cần thì alo ngay cho em nhé. Và những dòng này rất ít cho nên là không nhiều đâu ạ. Vâng đấy, mà nhất là những dòng khủng như thế này đấy, những dòng khủng như này đây quý vị nhìn đây, những cái con cục công suất khác nó bé xìu xịu đây, cục công suất khác bé xíu đấy, bé chỉ tí tí tị đây đấy, những cái con này quý vị có thể là đây nhìn này đấy, nó rất là to nhá, bê còn nặng trịch luôn đấy, công suất rất khỏe gấp hàng bao lần con khác. Đấy, các con khác bây giờ công suất bèo bèo cũng phải tầm triệu triệu mấy rồi nhưng không ăn được con này. Và đấy, quý vị nào lấy thì xin vui lòng chuyển khoản luôn cho em nhé. Alo cho em là theo số điện thoại 0966594581, địa chỉ 57A phố Nguyễn Hoàng, phường Bình Nhị 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội nhé. Em xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị vào video clip tiếp theo của em.